mừng quý vị và các bạn đang trở lại với chương trình Dọc Miền Quê Biển của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại cửa biển Phú Hài, nơi sông Phú Hài đổ ra biển, và sông Phú Hài và sông Cà Ti là hai dòng sông quan trọng hình thành bồi đắp cho sự phát triển của thành phố Phan Thiết. Và trong chương trình Dọc Miền Quê Biển ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng khám phá dòng sông Phú Hài này nhé. Con sông Phú Hài đổ ra cửa biển Phú Hài là hợp lưu của nhiều dòng sông nhỏ, và dòng chính của sông đó là sông Cái, bắt nguồn từ tận Di Linh, Lâm Đồng. Dòng sông này chảy qua các địa phương của huyện Hàm Thuận Bắc, lại có tên gọi địa phương khác nhau, và đến địa phận Phú Hài đổ ra biển, nó được mang chính danh sông Phú Hài. Theo tập lịch sử truyền thống phường Phú Hài, thì tên Phú Hài ngày nay xuất xứ từ địa danh Phố Hài, sau gọi là Phú Hài, đã có từ thế kỷ thứ 17. Thời đó, Phố Hài là tên một con sông, và tên này được dùng làm tên gọi vùng đất ven biển liền cửa sông đó. Do đó, địa danh Phố Hài bắt nguồn chính là từ tên dòng sông này. Khi đó, cửa Phố Hài rộng 60 trượng 5 thước, tức là khoảng 242 mét, là một cửa khẩu quan trọng, một bến giao thông đường biển Bắc Nam, nơi đánh bắt chế biến hải sản thuận lợi và là một vị trí quân sự quan trọng. Năm 1697, ở Bình Thuận, chúa Nguyễn đặt bốn đạo Phan Rang, Phố Hài, Phan Thiết, Ma Ly, từ tên gọi một vùng đất nhỏ hẹp đã được dùng đặt cho đạo Phố Hài, một đơn vị hành chính rộng lớn có địa giới từ sông Ròn, Duồn đến sông Phố Hải. Quan quản đạo Phố Hài đóng lỵ sở ở cửa Phố Hài, và đạo Phố Hài tồn tại 125 năm. Năm 1823, Minh Mệnh bỏ đạo lập phủ huyện. Lúc này Phố Hài là một tấn sở của huyện Hòa Đa, có hai chợ là chợ Dinh và chợ Cửa để trông coi thu thuế và kiểm soát thuyền bè ra vào cửa biển. Đầu thế kỷ 20, Phú Hài thuộc tổng đất thắng của Hàm Thuận. Trước năm 1945, Phú Hài thuộc hai tổng Thắng An và Lại An của phủ Hàm Thuận. Bên tả ngạn có 6 làng thuộc tổng Thắng An, đó là Tú Lâm, Ngọc Lâm, An Hải, Tiễn Chánh, Xuân Hòa và Sơn Thủy. Bên hữu ngạn có làng Tân Phú thuộc tổng Lại An. Đến cuối năm 1975, khu vực này thành lập đơn vị hành chính gọi là xã Hàm Hải thuộc huyện Hàm Thuận. Năm 1982, đổi thành xã Phú Hải thuộc thị xã Phan Thiết, và bây giờ là phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết. Trước năm 1945, khu vực cửa biển Phú Hài, người dân sống chen chúc trong những ngôi nhà tạm. Đây là nơi tập trung dân cư và lao động đông nhất địa phương này. Ngày đêm bám biển đánh bắt, chế biến hải sản, và sôi động nhất thì vào vụ cá nào. Ở đây có rất nhiều hầm bí mật nuôi giấu cán bộ bộ đội, có nguồn vật lực dồi dào cung cấp cho hai cuộc kháng chiến. Trên dòng sông Phú Hài có cây cầu quan trọng nối đôi bờ vào Phan Thiết. Ngày xưa con đường này là đường giao thông huyết mạch do triều đình mở, nên dân gian hay gọi là đường Cái Quan. Và cầu Phú Hài cũng được đặt tên là cầu Quan Phú Hài. Cầu Quan Phú Hài chính tên là cầu Sơn Thủy, vì lúc đó cầu thuộc địa phận làng Sơn Thủy. Thuở ấy, dân sinh làng Sơn Thủy được tha cho bắt lính và không phải đi đâu để làm chiếc cầu này và đảm nhận việc phục dịch ngựa trạm. Đầu thế kỷ thứ 20, trên giấy tờ hành chính của nhà cầm quyền Pháp và Nam Triều, Phú Hài thuộc tổng đất thắng phủ Hàm Thuận. Cây cầu được gọi là cầu Phú Hài,
là một cây cầu có tầm trọng yếu trên đường tỉnh lộ Phan Thiết - Bụi Né. Ngày nay, địa danh làng Sơn Thủy đã được đổi tên thành khu phố 2 thuộc phường Phú Hải. Bên tả ngang sông Phú Hải là các khu dân cư sầm uất, còn bên hữu ngang, ngoài khu vực gần cửa biển phía dưới cầu quan là nơi tạo dựng thuyền bè, phương tiện đánh bắt hải sản của người dân. Còn phía trên cầu quan là cả một khu vực sinh thái rừng ngập mặn mà thành phố Phan Thiết còn đang ra sức bảo tồn và gìn giữ. Tên sông được lấy danh đặt tên cho vùng đất, kể cũng là một sự lạ mà theo bản lịch sử truyền thống địa phương này ghi chép. Trên dòng sông Phú Hải tấp nập các loại ghe thuyền vào trú đóng. Cửa biển hàng ngày tiễn hàng trăm tàu thuyền ra khơi và đón hàng trăm lượt thuyền về, chở đầy hải sản đánh bắt được của ngư dân. Phía trên mạn ngược, do con nước nhỏ hơn nên ít có tàu thuyền neo đậu. Nhưng sông Phú Hải đoạn này vẫn cung cấp sinh kế cho người dân bên tả ngàn. Ông Trọng năm nay đã ngoài 80 tuổi và đã có hơn 30 năm gắn bó với nghề cất vó trên sông. Kể từ khi đất nước hoàn toàn độc lập, gia đình ông được ổn định làm ăn, thì cũng từng ấy năm ông mưu nghiệp bằng nghề cất vó này. Theo ông, đây chỉ là nghề phụ nhưng lại có thu nhập khá. Hiện trên đoạn sông này chỉ còn có ông và một người nữa còn giữ lại nghề này. Mấy năm trước bắt ngày cũng càng tạ mấy, còn bây giờ vài chục ký, có bữa cũng được tạ. Bây giờ nó sông nó ô nhiễm lắm, nó bị nhà máy giặt nó nằm phía trên đây cách chừng gần cây số à. Cho nên nó xả nước gì máy giặt xuống là cá nó chịu đâu nó đi xuống lại hết. Ở núi ăn nhờ rừng, ở sông ăn nhờ cá, câu nói dần dần mộc mạc ấy đến nay vẫn còn hiệu nghiệm với những người như ông Trọng. Đó đây, trên dòng Phú Hải vẫn còn những chiếc thúng thả lưới móc câu, mặc dù lượng cá ngày một giảm đi. Và càng ngược dòng lên trên, người dân tuy không còn dựa vào cá tôm của sông, nhưng nguồn nước phù sa của sông đã nuôi sống, làm trù phú một vùng mà tên gọi của địa phương đã nói lên tâm nguyện của các bậc tiền nhân khi đặt tên định cư tại vùng đất này. Chi tiết về điều này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị vào chương trình tiếp theo. Mời quý vị đón theo dõi.